Chào tất cả mọi người cùng đam mê, đây là khu đình quê mình, nơi thường xuyên các bác cùng đam mê chim cảnh đem chim lên đây rượt. Và hôm nay là các bác ở câu lạc bộ chòe than đá Vĩnh Phúc đem lên đây để kè thử thái độ chim và giúp cho chim nhanh căng lửa. Thì tiện thể hôm nay mình cũng đem một con chim non vụ này mới xong lông lên đây để cho nó học và cho nó thích nghi với không gian mới. Đây là cũng là một trong những cái cách để chia sẻ lên để cho các bác anh em mới chơi có thể thử những con chim mới của mình. Chứ nếu mà chim chưa có lửa mà đem lên kè thử những cái chim có lửa rồi là rất dễ vỡ anh em nhé. Cho nên là chỉ có để xa cho nó quan sát thôi, vén áo lồng lên cho nó quan sát. Đó, các bác để một dãy lồng kìa, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, và ra đây đem cả nước lên đây uống. Chú sinh là mới có đôi. Chú sinh là mới đôi. Con mái một anh cân đến cho con anh nhà đến ấy con của tôi anh em cả ấm chị đã mọc lông quá mấy đang nổi lông nè ra đang nổi lông gần xong rồi cũng hoe hoe nhưng mà bùng mẹ hết bố đâu có bố mà bố mổ nữa rách 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 à tổng cái vần nữa đến hơ đáy này không chả việc gì quá nè mà tổng cái vần nữa đến hơ đáy này con này chú buộc rồi đúng không buộc cái dây rồi cháu chắc chỉ mấy bên và tuột còn nhiều móng lắm không còn da mà không à còn chú Hà nó mới ăn này xe nó quanh bố mới đầu vụ mà căng đét rồi chỉ tin được mấy con chòe xe đài xe đài tình lên xem chim khô ráo lông bằng nhớ để cho vàng chị kiếp đúng là lừa thật rồi đéo tin được não rồi đéo não người nói não trọng lượng chuyên cái án cái án nhận nhiều quá bầy bầy tuấn lần tuấn lần cháu đóng được nhiều đâu hiểu ạ ngày độ mình buổi sáng lên đến đầu chiều hết con cái chọn hôm đó ăn mừng là mình á ăn hết sạch ăn mừng bây giờ ăn hết 15 con ăn nhiều bây có con cái vụ cái đất của bà ấy đấy mẹ con to thì buồn thế mà cũng không xong á con lấy buổi sáng là tôi không cho ăn gì cả anh cho biết lười không có hai nhân nạc rồi đây chỗ này nó cũng biết lười nó về mình có cá mà đến khoảng độ 1 giờ chuẩn bị lúc tôi ngủ dậy tôi vứt cho khoảng độ 2 con đi cỡ cả cái là bố
Con ngồi chú sinh. Bố kia còn trong vàng. Từ nay là con của chú sinh căng nhất. Mà bố không nghỉ tí nào luôn. Không đứng lên cầu hót tí nào. Ra. Nhưng mà không, nó không nghỉ tí nào ấy. Nó không nghỉ dừng mổ bố ấy. Con kia của chú ấy là nó thỉnh thoảng nó vẫn lên. Nhưng mà con của chú từ nãy giờ nó không nghỉ tí nào luôn. Mấy con kia, mấy con kia ở chú con lửa sớm này. Nó con mái ngót nhiều rồi, con nào đây chú xin. Rõ là chờ hút gì vậy? Chìm lông, chìm chặt lông. Mỹ cứ ấy mãi. Cái đuôi. Đánh con. Thế tôi hốt để giữ chim ấy, chứ còn tôi hốt để chim nó. Con này mổ đẹp. Thế rút 2 triệu. Một khách bằng tiền. Chưa mổ bố chưa rút đâu. Bố. À, tí đằng kia đi. Đó, đằng rút bố. Vô địch năm ngoái đấy à. Bảy mươi cho vui ra em đánh còn đánh nữa. vô địch miền Bắc đây, con ở trong đây. Anh ấy tôi đang phây coi nở nho nhoe gì đâu, coi nở nhoe gì đó. Thật đánh rồi, có một vụ mà thôi, một vụ à. Không cái luôn cao, toàn cái cao thủ và hỗn nấm thức trưởng cha đấy trong nhỏ nhẹ đâu. Thôi mình xin kết thúc video ở đây, hẹn mọi người những clip tiếp theo và hy vọng rằng mùa tới của chòe than sẽ có nhiều clip hay để chia sẻ lên cho anh em cùng đam mê cùng xem. Đây, các bác nên đi về rồi. Điện thoại của chú nào đây? Quay đi, quay hiệp đi chứ ai. Hiệp à? Mày không bảo tao về đó. Đâu cho bỏ. Mấy đồng phim thì có xe không hiểu, có thoải mái. Thôi chú về trước nhé, cháu về luôn đây.